tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục tập 253. Ở tập trước, thì Nhận Tuyết đã bị thương bởi ám khí của Đường Tam. Ám khí đó chính là sức mạnh ngưng tụ từ trí tuệ của vô số đời tổ tiên Đường Môn, cũng là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Đáng tiếc là sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ, nếu không nó đã khiến trái tim của Thiên Nhận Tuyết nổ tung rồi. Thiên Nhận Tuyết nhận ra bản thân mình đã bị lừa. Bản nãy giao thủ không phải là hắn đang cầu giờ, mà là hắn nắm chắc sẽ thành công hoàn toàn. Đường Tam cho rằng mình vốn không lừa đối phương. Cái mà hắn lo lắng là thiên sứ hỏa diễm quá nóng bỏng, ám khí chưa kịp công kích thì đã bị bốc hơi mất. Cho nên, hắn đã phóng đại trước mặt nàng ta, nói rằng kỹ năng này phòng ngự cũng vô hiệu. Nếu Thiên Nhận Tuyết không bị lung lay phải dừng công kích để chuyển sang phòng thủ, thì một kiếm đang tới đó đã có thể giết được Đường Tam rồi. Dù sau thì Đường Tam cũng đã giành được chiến thắng, nên Thiên Nhận Tuyết cũng cho hắn thời gian 3 ngày thời gian để chạy trốn. Sau 3 ngày đó, nàng sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của Thiên Sứ Thần để truy sát hắn. Đường Tam cũng để lại lời nhắn, hắn biết đối phương có rất nhiều cơ hội để giết mình. Nếu có một ngày nàng ta bại trong tay hắn, thì hắn cũng sẽ cho đối phương một cơ hội. Nói xong liền rời đi, bỏ lại Tam Sở Kích ở lại. Đối với Thiên Nhận Tuyết, lần này bị thương không hề nhẹ, cũng may là hắn chưa thành thần. Nếu như hắn có thể ngưng tụ thêm một phần thần lực, thì quả thật có thể giết chết nàng ta. Đột nhiên, Đường Tam quay lại lấy Tam Sở Kích. Vì không còn sức nữa, nên Thiên Nhận Tuyết đành dừng mắt nhìn hắn mang theo thần khí rời đi. Tới đây thì Thiên Nhận Tuyết cũng hiểu rõ hắn không thể nào bị chinh phục hay thần phục được, chỉ có thể bị giết chết. Tuy hắn giành được chiến thắng nhưng mà cũng bị trọng thương không hề nhẹ. Đi được một đoạn thì hắn cũng ngồi xuống trị thương, lấy ra một cái hương tràng. Tác dụng phụ sau khi dùng tạc hoàn đã xuất hiện. Thân thể hắn do đây bị suy yếu về mọi mặt, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng. Trong thời gian hắn trị thương thì các thành viên trong Sử Lệ Khắc Tất Quái đã chờ ở bờ biển sẵn. Đã qua nhiều ngày thời gian mà hắn chưa xuất hiện khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Tiểu Vũ định đi tiếp ứng, về nhưng đấy Mộc Bạch đã trấn an. Với trạng thái hiện giờ của hắn, muốn khôi phục toàn bộ thực lực lại không để Thiên Nhận Tuyết đuổi kịp là gần như không thể nào. Đừng nói chỉ là chạy tới bờ biển trong vòng 3 ngày hội hợp. Đã trải qua nhiều ngày rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện, đám người Sử Lệ Khắc liền chia ra tìm Đường Tam. Trải qua trận chiến với Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam lại đột phá qua cửa ải cấp 96. Tuy nhiên, thời gian lúc này đã qua 3 ngày rồi, Thiên Nhận Tuyết cũng bắt đầu truy đuổi. Đường Tam cảm nhận được đối phương đang truy đuổi, cũng may là hắn đã ở gần bờ biển rồi. Phi hành một canh giờ nữa thì có thể tới vùng ven biển. Đáng tiếc là tốc độ truy đuổi của nàng ta quá nhanh. Hơn nữa, đối phương lại có thể thao túng sức mạnh của bầu trời nên không thể đối đầu với đối phương ở trên không được. Chỉ trong chớp mắt, đã đi được ngàn dặm nên rất nhanh chóng, Thiên Nhận Tuyết đã đuổi kịp hắn. Hơn nữa, thực lực của nàng ta đã mạnh hơn trước. Đường Tam lập tức bị thiên sứ lĩnh vực làm trì trệ lại, hồn lực cũng không ngừng bị thôn phệ. Thiên Nhận Tuyết huy động lực lượng Thái Dương Thanh Kiếm, lực lượng kinh khủng chèn ép xuống bên dưới khiến Đường Tam không thể đứng dậy nổi. Hắn không ngờ đối phương có thể huy động được sức mạnh của mặt trời. Một kích này hắn cũng cảm thấy mình không thể nào chống lại nổi. Chiêu thức nhanh chóng giáng xuống bên dưới, Đường Tam nhanh trí đào xuống dưới đất để chạy trốn. Hắn lợi dụng kỹ năng thứ 6 của Thiên Quân Nghĩ Hoàng để mở đường dưới lòng đất, tìm được một cái hang động. Dù là vậy thì hắn vẫn bị hồn lực của Thiên Nhận Tuyết khóa chặt. Nàng ta vẫn tin tưởng dù hắn có đi xuống dưới đất thì sẽ thoát khỏi truy sát được sau. Nàng ta tiếp tục sử dụng lực lượng thiên sứ đã thăm dò được vị trí cụ thể của Đường Tam nên cầm kiếm lao xuống bên dưới, giáng một đòn cực mạnh xuống dưới đất khiến đất đá bay tứ tung. Mặt đất nứt ra, thân hình Thiên Nhận Tuyết lao nhanh xuống lòng đất, chỉ trong nháy mắt đã lao xuống được gần 3.000m. Hắn chợt nghĩ ra ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng có một kỹ năng thuần phòng ngự nên lập tức sử dụng. Vô số tảng đá tập hợp lại xung quanh hắn tạo thành một hàng phòng ngự chắc chắn. Cứ tưởng như vậy sẽ ngăn cản được lực lượng thiên sứ, vậy nhưng ai ngờ phòng ngự này lại hoàn toàn bị vô hiệu, không có tác dụng. Đường Tam không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng kỹ năng tạc hoàn, hồn hoàn thứ 9 làm ngân hoàng để có thể kiên trì được đến bờ biển. Ngay sau đó hắn lại rời đi, đi tới đâu thì ánh sáng thiên sứ đuổi tới đó, buộc phải lạng lách tranh né. Vậy nhưng chạy đầu cho tắt nắng, kỹ năng của Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đánh trúng, thân hình Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng hiện ra trước mặt. Nam chính buộc phải quay xe gấp, vậy nhưng vừa mới đi được một đoạn thì lại tiếp tục bị trúng chiều. Thái dương chân hỏa của Thiên Nhận Tuyết không ngừng thôn phệ năng lượng hộ thể của hắn. Cứ tiếp tục như thế này, Đường Tam sớm muộn cũng sẽ bị biến thành cục thịt nướng. Hơn nữa, chiêu bài của hắn đã dùng hết, hắn nhanh chóng bị đàn áp. Đúng lúc sắp bị tiễn xuống đất mẹ thì Đường Tam kịp phản công để thoát ra. Tuy nhiên, sự phản công này cũng chỉ là dãy dụa trong chốc lát. Thiên Nhận Tuyết dùng vô số luồng ánh sáng công kích đến thân thể hắn. Hắn cảm giác cả người của mình đang bị tan ra. Hai thần Tam Sở Kích cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thiên Nhận Tuyết cầm Thiên Sứ Thanh Kiếm lao lên tấn công. Cũng may là Đường Tam kịp thời ngăn cản và bị đẩy lùi.
nàng ta lần nữa lao lên, định dùng một chiêu kết liễu hắn, chấm dứt trận chiến. Vào ngay lúc này, vô số nước từ xung quanh tràn xuống lòng đất. Có nước nghĩa là có sức mạnh. Vô số cơn lốc xoáy bằng nước xuất hiện ngăn cản đòn công kích của Thiên Nhận Tuyết. Tuy hắn rất không muốn ý niệm hải thần xen vào, vậy nhưng chỉ khi có sự tham gia của hải thần thì mới có thể miễn cưỡng cân bằng được thế trận. Dù là vậy thì Thiên Nhận Tuyết cũng không cảm thấy bị uy hiếp, dù sao đối phương cũng là một sợi thần niệm hải thần mà thôi. Đừng hòng ngăn cản nàng giết chết Đường Tam. Hải thần đại nhân cứng rắn đáp trả, thế thì nhào vào mà xem. Nhân tiện hải thần đại nhân cũng muốn chỉ dạy thêm cho Đường Tam. Ông cho biết sức mạnh của biển cả đều có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng được, không nhất thiết là cứ phải ra biển. Nếu Thiên Nhận Tuyết có thể điều động lực lượng của mặt trời thì biển cả lại là thân thể chân chính của hải thần, cũng chính là suối nguồn sức mạnh hải thần. Rất nhanh chóng, Thiên Nhận Tuyết cũng lao lên, hải thần đại nhân cũng vùng tam số kích đáp trả lại. Suốt cuộc trận chiến này, ai sẽ giành được chiến thắng? Các bạn hãy đón xem tập sau nhé! Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo!